Xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Xin chào cả nhà. Thì hôm nay là được chị Phi Nga ở Bình Dương có gửi tặng cho bà con ở chỗ Tiền là 100 phần bún bò Quế mặn nha cả nhà ơi. Đây là cái nồi nước bún bò Quế nè. Đây, nó đang sôi nè cả nhà, nó rất là ngon luôn nha. Ở đây thì Tiền có nấu nước ngọt nè, rồi để củ hành vô cả nhà, với lại một mớ dầu điều nữa. Cái ba nắp này để đâu sao chó sang vậy? Để đâu này là nó sang nhất đó. Thì bún bò Quế của Tiền hôm nay là có cái này là kêu bằng nạm bò ở cả nhà, rồi chả lụa nha, với lại khoanh dụm đó. Thì trước khi mà gửi những phần bún bò Quế này gửi đến cho bà con thì Tiền cảm ơn chị Phi Nga rất là nhiều nha. Chúc chị và gia đình lúc nào cũng đồng rất là nhiều sức khỏe nha, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Giờ là Tiền với lại Hiếm Ba sẽ đại diện cho chị để mà gửi tặng cho bà con nha. Rồi hôm nay là chị Phi Nga gửi tặng cho bà con bún bò Quế nha. Chúc bà con ăn sáng ngon miệng. Rồi, Hiếm Ba giờ trụng giấy luôn nha. Đây thì mỗi một phần như vậy là gồm 2 miếng chả lụa nha, 3 miếng hộp. Đó. Bóc qua chưa từ từ. Đây là rau. Đi là giảm cân luôn đó. Thêm một cái khoanh dụm nữa. Đó, Tiền sẽ gắt lên trên này là củ hành với lại hành lá nha. Đây, rồi tô này của ai đây? Rồi con gửi bà Hai luôn nha. Bà Hai cảm ơn. Dạ. Bà Hai thì lấy giùm cho bé Nhung sáng đi làm. Gần nhà lấy tô giùm con nghe mấy cô ơi. Tô trụng cho mau. Nhà lấy tô trụng cho nó mau. Để hành ở trên. Đợi hôm ba đây con múc luôn cha. Rồi tô có ai tự lên lấy giùm con nha. Rồi lên luôn. Rồi đây con gửi bác Năm nha, chúc bác Năm ngon miệng. Ông rồi. Gào đó. Nè Hiếm Ba cho Hiếm Hai một bọc trước. Đây. Rồi con lỡ lỡ rồi. Dạ. Bọc thì khỏi trụng trước nghe Hiếm Ba. Thôi trụng ha. Dạ dạ. Rồi đây con gửi luôn bà Hai ơi. Cảm ơn. Đây nè nghe. Cảm ơn. Cảm ơn. Ừ, giỏi quá. Đây đừng cầm cho. Là tôi gửi nồi đi. Tiền để này trước xong mình múc nước sau nha cả nhà. Hiếm Ba Hiếm Hai đi ra đồng. Rồi tô này của ai luôn. Rồi chú mới chín ngon miệng nha. Rồi cảm ơn luôn nha. Dạ. Hiếm Hai ơi, Hiếm Hai lấy bọc giùm con đi Hiếm Hai. Để này vô trụng luôn đi để không ai để lên. Đây tô ai? Ghiền khỏi trụng vậy. Nó ghiền khỏi trụng. Đưa tao khác đi. Tô trước đi, cho tao khác trước đi. Hết hồn hết vía. Rồi mấy đứa nhỏ qua đây nè, nó xếp hàng đây. Rồi mấy đứa nhỏ qua đây đi, mấy đứa nhỏ ơi. Nó xếp hàng đây. Người đó. Bọc có bao tay cho nên nó hơi khó buộc. Dạ rồi chúc hai con miệng nha. Dạ. Nào để thịt đâu cho bà chích bổ. Dạ. Rồi tô của ai luôn? Tô nhỏ quá bổ ơi. Con không dám múc nhiều cái sợ nó chàng. Rồi, đây gãy bút luôn, chúc bút ngon miệng nha. Cảm ơn cô Phi Nga nè. Dạ, Phi Nga. Rồi, đây gãy bút luôn. Dạ. Chú Ninh. Đây là hổ. Đây trụng cho bà nè.
Ủa đi mặn hả? Ừ. Tô ở dưới kìa. Tô nó của ai? Tô này không có. Không có hả? Lấy lên đi. Rồi con gửi chú Ninh luôn, chúc chú Ninh ngon miệng nha. Dạ. Có hai người à, cho nên là làm cũng hơi chậm á cả nhà. Tại hiếm ba chủng nữa. Rồi tô của ai qua nhận giùm con nha. Rồi đây con gửi luôn. Rồi thím ba cảm ơn luôn. Để tô lên. Dạ. Có không đổi là không có đó. Để tô lên. Ai để sao thì chắc dưới đít giùm con nha. Ăn sao đi cả trường cho người đi mặn trước đi. Chị ngừng cho mấy người ta đi mặn trước nha. Ai cũng có phận trơn cho nên đợi giùm con chút xíu nha. Mấy người nào ở nhà thì nhường cho mấy người đi mặn. Rồi. Rồi đây con gửi luôn. Chúc rồi. Sáu ngon miệng luôn. Cảm ơn. Dạ. Mỗi một phần bún đậu quế vậy là hôm nay là 25.000 nha cả nhà ơi. Mình lấy cái nó nên nó gài còn lấy gạo. Dạ. Ớ cái ba tự lấy ra để vô tô giùm con đi ba. Dạ. Rồi con gửi luôn, chúc ba ngon miệng nha. Dạ. Rồi của ai? Của ai? Của ai kìa, ra lấy kìa. Đợi chút xíu bà Sáu ơi. Rồi con gửi bà Sáu luôn. Cảm ơn con. Dạ. Bưng lại cho nó. À, chị Dính mình lại đón bà cho hay bà Sáu giùm nghe tôi quên rồi. Tôi quên tôi quên. Điện bà Sáu á, có ai không? Với lại kia mấy cô xưởng bọc, mấy chú là mấy bà xưởng bọc luôn. Gớp mấy cái lụm giùm Sáu, lụm giùm. Nhét đem con. Khăn không phải khăn đẩy. Rồi tô qua luôn. Xin giùm ông Sáu, ông Sáu đem được nha. Dạ. Nè. Đừng vô đi rồi chở ra. Dạ dạ. Xích ra đi cho bác ba làm mới quay. Nó nói ra tao đụng mới bay đó. Bữa nay bác ba kim dữ lắm đó nha. Tao đi vòng vòng đó. Rồi của ai luôn? Rồi chúc cô Châu ngon miệng nha. Trời ớt đi vòng qua bển lấy giùm con nha. Bún bò quế ăn ghé lấy luôn chị ơi. Hôm nay chị Phi Nga tặng nha. Nhè nhè Miu. Dạ đợi em nghe chị. Đợi chút xíu nha. Mấy giờ rồi? Để làm cho bà đi. Rồi vô bọc cho chị cái đi. Rồi để đậy đi cô Châu, để đậy đi. Tối này có ai? Có ai Thịnh? Rồi chị Tiền gửi nha. Lấy cái bọc đưa. À, bà lấy cái bọc đó đưa qua cho tôi dò ấy cho bà. Dạ 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 bọc đó đó. Rồi. Một đang cái được rồi. Một cái cũng được, không miếng gỗ cũng được lắm. Miếng gỗ cũng được có chỗ để. Không có chỗ để á. Để thì em để miếng gỗ nó. Dạ, nó tiện hơn. Không có. Rồi, của ai luôn? Rồi qua. Cảm ơn lớn lên. Cảm ơn. Ồ quá giỏi luôn. Ở đây không? Bữa nay là mấy đứa nít nó thích lắm. Bữa nay thứ bảy chủ nhật nhất nó có học nữa nè. Bữa nay thứ bảy không ta? Thứ bảy. Ờ à, đúng rồi. Dạ. Phát miễn phí chứ không có cho. Dạ. Chào cả nhà nha. Mẹ chăm nước vô thêm. Chạy qua tự lấy bịch giùm em chị ơi. Có ai ăn cơm say với à, mà thì tự làm nha. Trời lại làm chị nhiều quá. Nhưng mà đợi chị Tiền chút xíu nha. Tại vì bọc quá cần thấy nguyên vẹn không? Đợi chị Tiền chút xíu đi, cho nên hơi lâu chút xíu nha. Dạ rồi. Đi đâu? Đi đâu?
có bọc luôn, bà đi giống lấy tô đi Năm. Lấy tô ăn ngon hơn. Ai vậy? Cái chị Năm đó kìa. Năm lấy tô giùm con đi Năm. Rồi con gửi ba. Tô làm nó mau đó. Dạ. Qua dạ. Cho trời để đây nè chị. Đi đi sao đứng sau giùm con 50. Dạ dạ để đó ha. Dạ dạ rồi. Ủa, cái tô để trong đó rồi sao lại? Đó, ngồi cởi, dạ, ba dạ. Để sau đi, lấy của con trước. Rồi, tô của ai luôn? Của Quân hát nhăn kìa. Quân nhăn của con mấy kìa không lấy. Nè, hai anh em mẹ cho con nhỏ trước đi. Rồi, chúc em ngon miệng nha. Lấy đồ sao? Bữa nay Quân cảm ơn luôn hả? Ngon quá, Quân cảm ơn. Dành cái tô. Đợi chị chút xíu nha. Văn của đời mà. Rồi cho tiền gửi em nè. Ăn đầy đủ mới chịu á. À, chị ba cho ông này đi mà sấy nè. Chặn ra coi nước. Mày không dám mốt gì hết trơn à. Được chưa? Rồi về. Em ơi. Ờ. Của ai? Của ai? Tô của ai kìa? Của Bảy hả? Bảy hả? Nè Bảy. Đây, gửi Bảy nha. Cái tô bự á, tô bự bự á, tao để bổi nhiều cho đầy lên. Chị Thơ dần dùm em nha, chị Thơ, rồi em đi lợi. Rồi, tới của ai? Rồi, cho tiền gửi em luôn. Em cảm ơn chị. Rồi. Để chị chút xíu nha. Đứng tôi làm cho nó hay gì? Nó ấy bọc mình. Để bóc mà nó đi sao? Đi sao nó không? Tới cái khúc mấy thằng nhỏ cái xóm mình là ngưng đó. Là tới nó đó. Rồi có ai? Tô đó có ai kìa? Rồi em gửi luôn. Cơm đó hả? Miệng nha. Của ai nhớ lên nhận giùm em nha. Cho nó mau. Không, mỗi người một bọc nha cưng ơi. Ừ. Ngồi chở em lên nha. Xin cho em đó. Em. Nó còn em. Rồi. Chị tiền gửi em nha. Cảm ơn. Nhận nhận đồ là phải cảm ơn nha. Ăn lớn lên. Xíu à. Chưa ăn đói. Chưa ăn đói chưa có sức. Không ai nghe phải không? Múc ít em nha. Ăn rau không? Không rau phải không? Không để luôn phải không? Không để luôn phải không? Đây. Rồi, chị tiền gửi luôn nè. Cảm ơn. Bấm từ từ thôi, nhìn cái tô. Nó đầy quá. Lấy cái tô bự không lấy đâu. Mời mốt á là có đồ nóng là mấy đứa nhớ đem theo cái dĩa giùm chị tiền nha. Rồi xong rồi tới cái này ngưng miếng ba ơi, cho thằng nạn bọc. Rồi, tô của ai? Tô của đồ. Đô, đây chị tiền gửi đô nè. Rồi chúc ngon miệng nha. Rồi nhận đồ im gu luôn ta. Đừng có múc nhiều đầy quá bưng có được. Đây cho tiền gửi. Nào nít nít bút ít ít nước đi. Cái này là vô bọc hay như ba? Ừ. Lấy cái bọc giùm cho tiền đi ấy. Chợ còn đó đâu có bay đâu mà sợ bà ơi. Nước nó nóng thì rơi phỏng cái tay luôn rồi hả ba. Nước này sôi ngon. Bún bò phải. Sao mà không phải tay ra luôn đi.
cởi ra sao mẹ bóc bộ. Rồi đây chị tiền gửi em nha. Rồi rồi chị tiền gửi luôn. Tô này của ai? Rồi đi đảng bưng gà đảng này còn lại lấy cái tô của con. Có chỗ nào để ừ để bên đi. Rồi từ nãy giờ là cũng được phân nửa rồi đó chị ơi. Dạ đi chúc chị hai loại bưng. Bà gửi nào với đít luôn đi bà. Ừ nãy có để mà quên. Để ra đít luôn. Rồi đây em gửi luôn. Chúc ngon miệng nghe chị. Dạ. Rồi bưng tô đó cho em đi. Cái này anh ba làm gì chị? Cái này bé bắp nè. Bé bắp hả? Rồi đây chị tiền gửi luôn. Rồi rồi của ai lên luôn? Có ai kìa mày không mày không? Tô nó mà nó nhớ cũng quên. Tô mà cũng quên cái tô này bé dữ nữa nè. Rồi bé xíu xíu à. Dạ. Múc hết tràn. Múc mà quên Giang ơi. Của em này nhìn dễ biết không? Mẹ ơi. Ơi. Đi đâu? Đi đâu? Đứng ở đây chừng nào xong mới đi được. Chưa hết đi. Rồi con gửi bà Tư luôn. Rồi bà Tư cảm ơn. Dạ. Rồi con lên lấy cái đồ của con rồi. Tới bà Năm chưa hả bà? Tới cô áo xanh này lên kìa. Dạ. Bà Năm lâu lâu quá cho bà đứng chơi một bữa đi. Chơi gấp gấp. Ừ. Không sai, không có ăn liền. Thôi không ăn. Thôi không có tiền kêu chứ cô. Rồi, của ai? Của người. Rồi, chị tiền gửi. Ừ. Cho luôn hả? Tờ đơn phải không? Ra đây là biết của cô Huy rồi nè. À cô cầm quay thôi. Rồi con gửi luôn. Cảm ơn. Dạ. Một lúc Tết rồi ba ơi. Anh Giang lấy xu anh Giang rồi ơi. Có lấy nước à, lấy nước cái bọc đi, cái đó đừng ngấy đi. Cô bọc chung cho em trai đó. Nhưng mà đợi nha. Ba lại cho bà rồi đây. Ai biết cảm ơn con. Ừ, giỏi quá cảm ơn luôn nha. Chừng nóng không? Không tay luôn. Không tay luôn. Không mở không? Không mở không? Dính cái mỏ này nó quay luôn. Dính cái mỏ luôn. Rồi con gửi luôn thôi. Rồi cảm ơn luôn. Dạ. Rồi đây. Đúng thức đấy. Bà ba đã chọn thấy rồi. Lỗi với kìa. Rồi đây con gửi luôn. Ơi. Tôi lượm khúc rồi đâu sạc đâu. Nạt phải không? Cho chút vô đây luôn hả? Còn dạ được xin thêm bọc cho cháu nội với nó này. Rồi đây 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 tới tới cô chị tới cô chị. Rồi con gửi bà Sáu luôn.
Này là bà Sáu đặc biệt cho ông Bọc, hôm qua bà Sáu cho bắp chuối nha. Cô Tiên cho bác xin bắp chuối. Một bà xin bắp chuối của bà đó. Cái này hả Diễm ba? Ừ. Này không phải con chị Năm đâu, hai câu này. Có bọc quá, có bọc trong đó nữa. Thôi bà lên bộ tay vậy luôn đó. Có không? Có. Rồi, quậy nha. Rồi, quậy. Rồi, quậy. Rồi, quậy. Dạ. Nó nói qua đây nè. Nay cho bún bò Huế, chị Phi Nga tặng. Nhưng mà đợi nha bố. Từ từ. Nhưng mà từ từ. Từ từ đi. Rồi đâu rồi, tôi này có ai? Tôi có bà Năm, chị Năm đó rồi. Bà Năm ơi, tới lượt. Rồi đợi chút xíu đi anh ơi, mỗi người một phần nha. Nhanh nhanh bà Năm ơi. Bỏ thi đó. Rồi con gửi luôn. Mày để dưới đó cho bà đi. Hai này là của bà luôn hả dạ? Còn con tô kia con ấy, con Giang. À rồi là con bé đó đó Phương. Con tô kia con Giang làm cái này làm đi. Rồi con gửi luôn. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ. Tối qua ai luôn? Tối của chú. Nè chú qua có ăn ớt hay gì đó nêm giùm con được, đi chú được, ơi. Đó đây. Cái cà. Này là của bà ba Phương. Dạ. Nắm xô bọc đó cho bà đây bà Út đi. Nó he he chứ nó không cay. Tắt máy đợi đi em sang. Đợi chút xíu chú ơi. Dạ dạ xuống lấy đi chú cho dễ mau nữa. Rồi con gửi bà ba luôn. Dạ. Bọc làm bọc đi, làm bọc đi. Bọc qua dạch bọc giùm luôn. Rồi cảm ơn. Bọc quay sách á. Dương chạy về nhà lấy tô giùm cho tiền đi Dương. Có tô đây, có lấy tô đây. Nó em tô nè. Tô phong, tô phong phong. Ờ đấy chỉ lại tiền làm bọc xong rồi làm liền. Bọc cho mấy bà mặn đó. Rồi con gửi bút nha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Đây. Chúng mà năm tô. Ờ. Ừ. Ông đi dưới lấy tô rồi. Rồi đây cho tiền gửi. Cảm ơn. Rồi. Này của Sóc không? Rồi để đó giùm em luôn đi anh ơi. Rồi chị tiền gửi luôn nè. Cảm ơn. Rồi. Này bán muốn gì ta? Chờ muốn bột quế chị ơi. Nay tặng bún bột quế. Dạ lấy tô giùm con nha. Thế ba ba ba. Bút này giùm con trước. Lấy bọc cho chị. Bữa nay là món này là bà con thích lắm, mấy đứa nít đồ nó cũng thích nữa. Con cũng thích nữa hả? Thích nè, mấy quan chơi rồi, cho ăn tô. Luôn. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi cái xô này của ai? Rồi qua giùm em luôn. Cái xô này nóng lâu lắm nè Tê.
Ừ, đậy lại nó cầm tới chiều. Rồi, đây em gửi luôn nha. Dạ. Xô này đó hả? À. Dạ, có bọc chứ mà đợi nha chú. Đợi 10 phút. Bún bò, bún bò đi chú ơi. Vậy? Rồi, đây đây, em gửi luôn. Dạ. Rồi, tô của ai lên luôn? Tô của con kìa, con ấy. Duyên. Rồi, chị tiền gửi em luôn. Kia kìa. Ừ. Cái này bọc phải không? Đổ, để tô bên đây nè chị ơi, cho nó mau chị ơi. Tới giờ người ta đó đâu rồi? Đâu có dành đâu. Ai tới sao thì lấy sao giùm. Ai tới bọc của ai? Bọc của chú. Bọc của cô bé này nè. Cô bé nào qua lấy cái bọc giùm chị tiền nha bé. Em mở bọc ra đi chị tiền lấy vô luôn cho mau. Có bọc. Có bọc nè, bọc. Xin bọc phải không? Xin bọc đứng chờ đi. Rồi đây chị tiền gửi nha. Không phải làm tô, không phải làm bọc. Để giùm con chút nghe mấy chú. Chịu không? Chịu chờ không? Chờ làm tô hết nha. Cho mấy nít đi, ba bốn đứa nít lại đây. Cho mấy nói trước đi. Mau lắm, tô làm mau lắm. Tô làm mau lắm, có bọc mà. Rồi tô này của ai? Qua đây. Tô của ai? Rồi đây, gửi luôn. Ừ. Rồi tô tiếp theo luôn. Kìa của con kìa, lên lấy tô kìa. Cầm cái dĩa lên con, cầm dĩa. Bé này nó không nóng mà lần nào nó cũng lấy tô nóng hết trơn á. Đây nè, cô tiền gửi cầm hai trên vành. Trên vành đúng rồi. Rồi. Ôi chết, chết giờ không còn miếng ăn quá. Mượn cái bên dĩa cái cái thùng này đi. Mượn cái dĩa này nè, nè. Mày con được không? Để dĩa nè, bên về trả dĩa nó. Qua mới được. Dạ bên kia. Tô qua bển không lấy được con. Bảo có tô chưa? Bảo cái tô đồng bảo đó. Cái này phải không? Ờ cái đó đồng bảo đó. Để chỗ này nè, để bên đây nè. Tô để qua bên kia mới có nha. Rồi đây chị tiền gửi bảo nè. Rồi bưng về. Bún bò, bún bò Quế. Kêu bò Quế đi giùm heo. Rồi đứa nào đập tô luôn rồi. Trời ơi. Ai vậy? Tăng có ngáy cho anh. Rồi đây chị tiền gửi em luôn. Rồi. Tiếp theo của ai lên luôn? Bập chờ đi hết chùm này tới. Mò phạt tao gom tao gớt đồ luôn. Rồi, tao gửi luôn. Dạ. Mấy bọc đếm rồi mấy bọc. Đếm giùm con mấy bọc mấy chú. 5 bọc phải không? Rồi tô này có ai lên luôn? Lên kìa tô à. Đây là còn 4 đứa nữa. Dạ rồi con gửi chú luôn. Mấy chú lò sấy này là ga ca nha cả nhà. Chú mấy chú ga ca hay vô ca với mấy chú? Ga thì từ từ đi ha. Ờ, ga thì từ từ đi. Ai vô? Ông vô phải không? Làm cho ông trước. Rồi đây cho tiền gửi em. Ờ, ông vô làm cho ông trước đi cho ông đi làm. Cho ông trước đi. Đợi chút xíu nha, đợi chút xíu nha, cho mấy chú trước rồi tới liền. Rồi chị tiền gửi em luôn. Con bé này bọc hả? Bé hả? Không, bé đó không, bé này để đây chưa có làm. Làm cho hai đứa này cho nó về trước luôn đi. Ừ. Hậu lại đó đưa tô
Để làm bọc cho ông nóng vô ca đây nè, để tô ở đây nè. Rồi ba múc cái ca đó vô tô giùm con vô bọc đi. Múc nước vô á. Bữa nay đắt quá trời đắt luôn à. Rồi ai vô thì ra đâu. Chú Năm lấy bọc sẵn giùm con đi chú Năm ơi. Cảm ơn luôn nha. Dạ. Rồi chúc chú Năm ngon miệng nha. Rồi mẹ không tiếp chân hả? Rồi đây. Rồi cảm ơn luôn. Dạ. Không thấy bà này nè. Không thấy trời, ta là lúc nào cũng có hết trơn không thấy. Vậy ông coi cái clip nào rồi. Nè giá. Đưa tô để đằng kia kìa con, mới có con. Vậy là ngưng đi ha, làm tô này nó ngưng đi. Rồi làm tô đó nó ngưng cho mấy ông ổng đi, nó mới đây chị điện gửi. Nói thêm nó hoài đó. Từ từ xe. Rồi tô này của ai lên luôn? Đây. Rồi em gửi luôn ăn ngớt gì đó nêm nếm luôn nha. Rồi cảm ơn. Hai chàng mấy. Mẹ nữ gà lắm nữ. Quẹ chứ. Cái này nữ gà nó quẹ. Nữ gà kia kìa không ngon gà ơi. Nữ gà kia á. Muốn nước luôn. Rồi chị tiền gửi luôn. Được không? Rồi. Rồi. Rồi mấy chú ơi, tới phiên mấy chú nè mấy chú ơi, mấy bọc vậy mấy chú? 5 bọc. 5 bọc phải không? 5 chú, 5 bọc. Dạ. Rồi lên lấy bọc sẵn giùm con luôn. Kìa ai ăn lấy bọc kìa, đựng vô kìa. Tới rồi đó. Tới rồi, tới rồi. Tới cho mấy mình về trước đi. Rồi ai ăn tương thì xịt tương nha. Rồi con gửi luôn, chúc ngon miệng luôn. Dạ. Phải bọc kia hả? Sao có sách hả? Sáng đêm mà nhà có tổ là ăn cái ngủ cái chiều nóng đó con, lấy tay ra con. Chờ nghe con, giờ làm bọc 5 bọc cho chú nó liền tiếp con. Nha, mấy đứa. Rồi cảm ơn luôn ha. Dạ. Đợi chút xíu nha chú ơi. Lý tưởng không? Có chào ăn lý tưởng không? Rồi gửi luôn. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Thôi tôi đi về cho con thôi. Rồi gửi luôn. Rồi cảm ơn luôn. Dạ. Rồi chúc mấy chú ngon miệng nha. Ba phải không? Ba bốn gì rồi. Còn bọc nữa ha. Dạ. Lấy bọc sẵn luôn nghe anh ơi. Rồi chúc ngon miệng luôn. Cảm ơn. Dạ. Thì mình xin ha cô ông kia đứng máy được không cô chị? Mỗi người cũng bọc giùm em nha, tại còn mấy người sao đợi nữa, em sợ thiếu á. Dạ. Đứng máy không ai thấy không? Sướng bọc quá hả? Sướng bọc cái gì? Vậy làm bọc nó đi hiếm bay, gửi nó đi hiếm bay. Bọc nữa ha. Tưởng đâu ở ngoài. Còn chú làm sướng bọc thôi, gửi cho chú kia bọc luôn đi. Rồi lấy thêm bọc gì đó giùm con nha. Bọc ở dưới á, bọc dưới, bọc qua sách. Bọc
sập nhưng mà đợi con chút nha Tám. Rồi. Rồi con qua bển đứng đi. Rồi. Ai, tới đây, con đây. Nè qua đây. Rồi em gửi luôn. Cảm ơn luôn. Dạ. Này là còn mớ nó là hết rồi. Rồi chị Tiền gửi em luôn. Được không? Rồi. Nằm lấy bọc hả Nằm? Mỗi người một bọc nha cô ơi. Bọc nè, bọc nè. Tính trình cho. Rồi chị Tiền gửi em luôn. Ừ. Cái bọc hả gì ba? Cái bọc cho Nằm. Nào bọc kêu bọc nha. Ừ. Đi làm hả? Dạ rồi để con cái nha. Còn mấy người nữa à? Rồi lên lấy cho Năm. Qua đây luôn cô ơi, lấy cái bọc sẵn luôn. Bọc ở dưới đó. Kìa ba có bọc sẵn rồi kìa. Đưa 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 dỡ nắp ra con. Dỡ nắp ra. Rồi đây con gửi luôn. Dỡ nắp ra. Dỡ nắp ra giùm luôn. Ừ. Rồi qua đây, rồi qua đây đứng. Rồi Hậu để tô lên trên đó cho bà ba đi. Ừ. Đi qua bển lấy đi không? Rồi cho Tiền gửi luôn. Ừ. Ừ cảm ơn. Rồi cho Tiền gửi Hậu luôn. Rồi. Hết này đấy mình nghỉ được rồi. Ngưng luôn rồi. Ừ, hết nước luôn. Hết trơn nước luôn. Còn cũng có chục tô nữa. Rồi, đây chị Tiền gửi. Rồi. Ừ. Cái gì á? Đây. Rồi đây, gửi luôn. Rồi tô đó nó là bọc luôn nghe hả bà? Ừ. Đổ hết trơn cái gì vậy? Con nhỏ nào không? Cầm cái xô mà không. Đem ra đây chị Tiền ấy ra chưa? Tới tô đây vào bọc. Rồi có nắp có đồ mà con làm đổ hay gì? Em gửi luôn. Dạ. Gọi cho cái bọc đi hiếm bài. Đứng đó đợi chị Tiền chút xíu. Dân luôn một bài á. Kéo hoa trang lên con. Bè qua bển đi bầu. Rồi đây em gửi luôn. Rồi chị cảm ơn ha. Dạ. Cái bọc đó. Cái Tám với chú nè. Để cho Tiền chút xíu tới liền. Rồi nó gửi luôn, chút tắm vào miệng luôn. Dạ. Bọc hả chú? Chưa bọc, bọc đi về. Rồi qua đưa bà ba kìa, bà ba mới chụm cho. Đây.
này còn ấy nè, một nước giấy được rồi tiền em. Dạ còn bốn nước với thịt. Còn mấy tôm hết hả ba? Có thịt chưa? Hết thịt còn cái lụa không phải không? Mất tiêu có giùm rồi. Rồi đây chị Điền gửi cầm đàng hoàng nha. Đổ cái này là nghỉ ăn đó, hết luôn rồi đó. Còn mấy tờ nước không? Múc nước nhiều ha phải không? Ừ, bún này nó hao nước. Rồi con gửi luôn. Dạ. Rồi đẩy dài lên luôn ba ơi. Này nó chạy xuống khô nước không kìa. Đi hả? Mấy gà cho mấy đứa kia kìa. Mình lỡ rồi. Để tôm bên đây nè con. Em ăn gao không? Tôm đây nè. Bé ăn gao không? Bé ăn gao không? Con bé nhỏ là chắc không. Rồi. Mày cả lấy thớt bên đây nè, mà cầm hoài là mày không có đó con. Rồi nè, chị Tiền gửi nè. Nó bé nó đem cái thớt ở đây nè. Ghi thớt một chút xíu rồi chàng ơi. Có ní nị gì đây à? Tốt quá bé luôn rồi. Con. Con đi qua bển lấy đi bé, mấy đứa qua bển hết đi. Để tôi qua bên đó đứng kìa, đứng bên đây tôi đụng. Rồi đây chị Tiền gửi. Hết rồi bé ơi. Con nghe nó nghỉ nhặn rồi đó con. Này nó khô nó nè. Đấy bỏi không đầy rồi. Có là đựng nước. Nhỏ nó đâu ăn gao lắm ba. Không ăn gao hả? Ừ. Gao lỡ rồi vô bọc cho ông mấy luôn đây. Cho Hải đi. Rồi chị Tiền gửi. Nè. Ừ. Có đúng không? Còn có bọc nè cho ông nè. Nghiêng nồi rồi. Còn nhỏ lên khô với ông bọc là hết rồi đó. Chở xíu là hết rồi đó. Còn đường to nào nữa không? Có gì không? Trời ơi, có mẻ kìa. Này chú Hải. Có bọc đó đó. Chú vậy nè, chú nội đó, nội theo. Vậy đó hả? Còn viên nè. Dạ, đựng tôm nữa. Đựng tôm đúng không? Đựng tôm cho bé Miêu đi. Bé Miêu chịu không bé Miêu? Còn qua đây giờ hết rồi, được tôm đó. Kìa. Trời ơi, thôi. Còn tôm nữa em bà. Ừ. Rồi chị Tiền gửi. Ừ. Rồi cả nhà hôm nay thì 100 phần bún bò quế thì hết trơn luôn rồi. Thì một lần nữa Tiền cảm ơn chị Phi Nga rất là nhiều nha. Chúc chị và gia đình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe nè. Luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn cả nhà luôn quan tâm theo dõi video của Tiền. Còn bây giờ xin chào. Bye bye.